đắng cay nên chưa mới có đồng lòng. Nếu ai hỏi vì sao Việt Nam chúng tôi tình nghĩa, có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa. Việt Nam ơi bao mến thương, đã cùng chung tay quê ta, đã cùng kết đoàn từ Hồ Chí Minh ra tận thủ đô, chung tay chống dịch nào ta ý cùng nhau đồng lòng theo lời chính phủ nào bạn thân yêu. Lần nếu có gặp người quen cũng xin cách xa vài mét nhé, tự giác ta về theo dõi cách ly tại gia. Bạn thân ơi hãy cùng nghĩ suy, hình ảnh bác sĩ các anh chiến sĩ đêm ngày bảo vệ chúng ta qua hồi hiếm nguy, bao nhiêu là câu chuyện chỉ có ở thời này. Ta hãy cùng chính phủ quyết giành giành phần chiến thắng. Chống dịch nào
quê hương ta Việt Nam, quê hương ta giữ lấy sức khỏe của nhân dân ta, giữ lấy những người mà ta yêu quý. Việt Nam, quê hương ta, muôn người như một, đồng lòng chung tay theo lời chinh phục, hẹn ngày chiến thắng.